kiểu này, cho lên 3 điểm phụ thuộc, chọn màu, màu tím chẳng hạn, màu tím, kiểu cho lên 3 điểm trên đường dẫn, chọn màu, màu xanh chẳng hạn, kiểu cho lên 3 trong miền, chọn màu vàng chẳng hạn, xong rồi cho lên 3, tí có gì mình chỉnh màu sau được. Đoạn thẳng này cho lên 3, rồi tắt đi. Bây giờ lấy luôn 3 điểm ABC, về đây rồi. Xong rồi đầu tiên thì mình vẽ BC trước cho dễ. Thì lấy chọn 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 vào đây, chọn đường thẳng qua 2 điểm. Sau đó chấm hai cái chấm chấm 2 điểm nữa ở đây để tí gắn cái thước kẻ vào. Tiếp theo là ẩn cái này đi, ẩn cái đường thẳng này đi. Rồi xong thì bây giờ mình sẽ nhập lệnh. Nếu điều kiện điểm này, đối tượng này, đoạn thẳng, điểm điểm đây là BC thì là vẽ BC thì là CB à, đúng rồi, Ừ, em phải nếu gắn, mà em phải thế cho con chuột đó chứ. à khoan đã, nghĩa là thôi, thôi để em để vẽ AB đó. Vâng, em quên, đây đây vẽ AB trước đi. Đây cho anh cái thanh trượt, quên mất. Ung đến 3 số ra là 1/1000. Bình thường là em toàn thế. Xong rồi đến cái đoạn mà ấn 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 đến cái mà không không nhỏ na em mới nhớ. Đoạn thẳng AB này, sau đó là nếu à cái này nếu phải không không nhỏ na nhỏ hơn một đấy, không nhỏ na nhỏ hơn Đầu một tiên là phải nếu A vậy dương thì điểm nữa chứ. à, vâng, nếu A lớn không, nếu A lớn không em, nếu A lớn không phải Phải điểm. điểm 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 này, nằm xong trong rồi đoạn thẳng. Đoạn thẳng đoạn thì hóa thẳng ra là điểm phải điểm CB. B. CB. Thôi mình cứ vẽ mình vẽ tam giác ABC mà thầy, thì cứ vẽ AB trước đi. Đấy thì BA này, sau phải nếu điều kiện thì đây là không nhỏ hơn A nhỏ hơn một, 1 trừ A phải không, thế nào, một 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 ngoặc này, 2 ngoặc này chắc đủ rồi à, thiếu thiếu 1 ngoặc rồi Bốn ngoặc. đó. Rồi. Thế là vẽ AB. Bây giờ chọn đoạn thẳng nối cái này vào, nối ra, ẩn nghe ẩn cái tên đi. Cái này điểm F, tôi cứ để đây đã. Xong rồi bây giờ chèn cái này à, đây thước kẻ, thước dùng đây, tiếp chọn chèn ảnh tiếp, tay cầm bút đây. Xong rồi bây giờ mình sẽ gắn cái G đâu nhỉ? Ôi chết, cái đường à, chết, em vừa định vẽ BC thì em chọn 2 cái điểm này. Bây giờ chọn chọn lại đường thẳng qua 2 điểm AB này đã. AB này để lấy hai cái điểm khác đã. K này, K với cả L, KL. Thì bây giờ ẩn ẩn cái đường thẳng này đi, ẩn đường thẳng này đi, ẩn đường thẳng. Xong rồi chọn vào cái thước này, chọn vào cái thước, chọn thuộc tính kiểu à, chết, vị trí góc đỉnh 1 này. Ủa sao cái này nó không hiện G với H nhỉ? Không Góc cần. đỉnh 1 là đây sẽ là L. L. Đây là K. Rồi. Tiếp xong rồi đây em sẽ làm kiểu này. Đây, chấm cái điểm này. Chấm. Đấy. Xong chấm cái điểm đây đó, sau đó là chọn vào đây đối xứng qua đường thẳng đây, chọn đối xứng qua đường thẳng, chọn đối tượng để đối xứng cho, chọn đường thì chọn điểm M này và chọn cái đường này đấy, theo có M phải chọn điểm này với cả chọn cái đường này đó, rồi đấy, theo có N phải,
Thế xong mình chỉ việc gắn hai cái này vào hai cái điểm M phẩy với N phẩy thôi. Mình gắn cái thước này chứ, gắn cái thước này. Đây, góc đỉnh 1 là L này sẽ là N phẩy. Còn đỉnh 2 này sẽ là M phẩy. Nhá, rồi, rồi. Sau đó mình ấn hết mấy cái này đi. Nhìn rối mắt lắm. Này G rất ấn đi. Cái G này đi, M này. Xóa được mà, cái đấy xóa được. Vâng, rồi em chả làm sao, không nhớ lại mất cái gì. K viết đây, ấn đi, L ấn đi. Rồi, đây nó sẽ vẽ, rồi. Đây thì là bây giờ chọn cái này thuộc tính cái này gắn vào y gắn vào f g này thì là em đoán là nó kiểu nãy em thử là nó chỉ cần cộng ấy là cộng kiểu mình hai này là nó cũng xem thế nào. Đấy, cái này chỉnh xuống tí kiểu như là năm này nào. Năm thì nó là năm thì nó lên đây trừ hai nè, trừ hai là nó xuống à, thế trừ một thì nó sẽ hai này thì ra đây này một này, đấy gần được rồi, hai đấy không đẹp lắm này, 1,5 đi, 1,4 đi, thế chắc nó tầm 1,35 à. Đấy, theo vuông à. Đấy, rồi. Thì là ẩn luôn cái điểm F này đi. Tự nhiên nó hai cái EG gì này. Đấy chính là cái điểm giá của cái tay cầm. Lúc nãy mình xóa đi thôi, bây giờ xóa đi thôi. À, vâng. Thì cái điểm F này cũng ẩn đi. Xong rồi bây giờ mình sẽ thiết lập cho hai cái này. Thuộc tính, cái này là điều kiện cần cái này là sẽ là 0,02 nhỏ hơn a nhỏ 1 a không, cái này 0,01 đi, 0,15 đi. Xong rồi cái tay sẽ là 0,02. Tay là 0,02. 0,002 nhỏ hơn a nhỏ hơn 1. Đấy, xong rồi thì là cái điểm F này, cái điểm F nó phải để hiện. Cái điểm F này nó cũng sẽ hiện khi mà không nhỏ ra nhỏ hơn 1. Đấy, còn cái điểm mà AB này, A với B này là mình vẽ trước nên là A lớn hơn 0 là nó hiện rồi. Đúng rồi. A lớn 0, B lớn 0, A lớn 0 là nó đều hiện AB rồi. Rồi, thử nào. Đấy, F này ẩn tên đi. Rồi. Xong rồi tiếp điểm C này mình thiết lập luôn là 1 nhỏ hơn A nhỏ hơn 3,1 đi. 3,1 thì nó sẽ hiện. À, 1, chỉ cần A lớn 1 thôi. A lớn 1. Đấy, vẽ AB rồi, xong mới hiện điểm C. Thì ở đây lùi lại tí cái điểm này thuộc tính. Đâu nhỉ? Ta copy cái này đỡ phải đánh lại. Đúng rồi. Rồi dán vào đây. Xong cái này mình sửa thành mình vẽ BC thì đây là CB. Nếu 1 nhỏ hơn A nhỏ hơn 2, 2 trừ A 0. Enter vào, thế là có cái ô, có cái điểm ô này. Đấy, rồi. Tiếp lại nối đoạn thẳng BO. Ô nhé. Rồi. Ấn cái tên. Sau đó là bây giờ tiếp theo lại chèn này. Đấy, chèn cái thước. Xong rồi chèn cái bút. Lại tay cầm bút rồi. Đấy, xong rồi lại làm như vừa nãy,
Tiếp theo là bây giờ gán là P và D, Q vào E. Tính D này, Q vào E này. Xong đó lại lấy điểm, cái điểm tít trên này. Đấy, điểm điểm trên cái đầu thước này. Xong rồi lại chọn đối xứng qua đường thẳng. Đấy cái này. Xong rồi tiếp mình lại gắn, mình lại thuộc tính ạ, gắn gắn cái này vào T phẩy, D vào T phẩy này, cái này là gì đây, U phẩy, rồi xong rồi thì ẩn mấy cái này đi, nhiều điểm quá. Đấy, đấy xóa được mà. Vâng, mấy cái này xóa được cả thầy. Ừ. Để xóa. Thôi đi. À, đi, em sợ xóa hết nó mất rồi. Đây bây giờ chọn cái bút này, xong rồi sẽ gắn điểm R này vào ô. Ô. Ui S này sẽ là ô cộng ô cộng với 02 đi, 0 hai hai không nhỉ, hai 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 không không hai không hai không vẽ rồi, vẽ xong rồi thì cái này ẩn đi, này hiển thị tên. Bây giờ mình thiết lập cho cái điểm này, thuộc tính này nâng cao này là hai nhỏ hơn a, à trên một, một nhỏ hơn a, một nhỏ hơn a, nhỏ nhỏ hơn hai, mình phải thiết lập cho cả cái đường. Có hình như cái đường này cũng phải thiết lập đúng không thầy? Được nào? Cái đường này nếu mà không thì nữa, à không 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 phải. Cứ chạy từ đầu đến cuối thì có gì cứ làm gì. Cái này nãy là mình để bao nhiêu nhỉ? Cái này là 0,02 này. Cái này là 0,02, cái này là 0,015 rồi. Trước này là 0,015 à, 1,0015. Nhỏ hơn a, nhỏ hơn 2. Cái Nó này là 1,002, nhỏ bé hơn nó a. bé thế nên là nó cũng nhanh 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 xuất hiện, nó không cứ để là 1,1, 1,2. Vâng. Rồi. Ẩn hai điểm DE đi. DE là ẩn nên đừng xóa. Vâng. Mình hai cái điểm của R mấy S thì xóa được rồi. Tiếp sau đó là cái AC mình cũng tương tự. AC cũng là đấy, vẽ đường thẳng. Đường thẳng. Rồi. Sau đó chọn hai điểm. Đấy, R. Tiếp theo là ẩn cái đường này đi. Con dao nó cũng muốn con dao ở bên tao. Sau đó là copy lại cái kia. Một kính này. Căn bản. Đây. Đó. Rồi. Cái này sửa thành vẽ AC nên là sửa thành CA. CA. Hai nhỏ hơn A, nhỏ hơn 3. 3 trừ A, 0. Được. CAV. Có điểm V.
rồi rồi không, bây giờ chèn, bây giờ chọn chèn này thức dùng, chèn tiếp cái ảnh tay cầm bút. Tính, chọn thuộc tính, vị trí. À khoan khoan, cái này, à đúng rồi đúng rồi. Chọn vị trí này, cái này sẽ là R này. Cái này là gì đây? Cái này là F. Phá hai cái điểm này. Phá hai cái điểm này. Xong rồi, chọn, chọn một điểm. Chọn điểm trên đầu này. Xong rồi lại lấy cái đâu nhỉ, đây đối xứng qua đường thẳng W này, cái đường mà chết quên mất em chưa nối cái đường đấy, chưa nối cái đường A với cả V rồi, ẩn ẩn cái cài đây là đối xứng này, cái kép này, set này, tao có cái đỡ nhưng mà tao không muốn đỡ. xong rồi gắn vào. Gắn R này vào W phải, S này vào Z phải, xong rồi tiếp tục gắn cái bút đỉnh, góc đỉnh này là cái này là V này, rồi cái này là em đoán là V nó cộng 22 nào, xem nó ra đi. Thế được Đây rồi. là nghiêng nghiêng về bên này. Như thế cũng được rồi. À đây, 20. Đấy. Nếu mà để ấy thì Đấy, như nó thế là hơi đẹp bé. đó. Tại kiểu em nhìn nó hơi bé. 30. Đấy, rồi. Cho to tí cho đẹp. Rồi, bây giờ thiết lập cái điểm V này thì ẩn đi, ẩn ẩn tên đi, cái này là hai nhỏ hơn hai nhỏ hơn a, nhỏ hơn ba nó mới hiện. Rồi cái này là cái bút là lấy sau thì là 2,002, nhỏ hơn a, nhỏ hơn ba, kích thước là 2,015, 2,015. À, còn cái gì nữa không nhỉ? Ẩn 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 các cái đối tượng không liên quan đi. Tự nhiên quay về nó lại hiện, lại có hai cái đường này, Hai đường nào? cái đường đấy, cái đường này, cái đấy, cái đường nha, nó bị lỗi thì thầy đây nhá, thầy nhìn nha, đây 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 phải vẽ xong thầy. Bây giờ kéo lùi lại nha, kéo lùi lại. Đấy, nghĩa là nó có sẵn hai cái đường này, mình lại phải ấn lại hai cái đường này. Cái đường này nó thể hiện lên khi mà có hai nhỏ hơn a, nhỏ hơn ba. À đây là một, một nhỏ hơn a, nhỏ hơn hai. Còn cái đường này là nó chỉ hiện khi mà có hai nhỏ hơn a, nhỏ hơn ba. Đúng rồi, em ẩn nốt mấy cái điểm của những cái dụng cụ ra đi, xong xong để tạo nút cho nó hoàn thiện. Gọi bị mất mất rồi. Này. Nó phải là cái cạnh thứ hai này, nó phải là a lớn hơn không lớn hơn hai chứ, đừng có cho nhỏ hơn ba, thế nhỏ hơn ba thì nó lớn ba là mất mất đấy. À vâng vâng đúng rồi đúng rồi. Bốn là được. Hai thôi. Đây, bốn là được. À, chết xong. À, chết chết. Là một chứ. Chết xong. Đỡ rồi, đấy. Rồi. Còn Đấy, còn rồi. mấy những cái điểm, Đấy, còn rồi, mấy cái điểm vâng, lằng đây, nhằng kìa. để em bỏ. Bỏ mấy cái điểm, hình như là mấy cái điểm đỏ ấy bỏ được đúng không? Thầy, mấy cái Đúng, điểm đỏ là xanh. bỏ được. Còn điểm xanh kia là phải ẩn nó đi.
Như tạo nút để cho vâng, cái vâng. ta này chạy. Ôi. Sao cái thước này nó phi lên trên này rồi này. Thế rồi nãy xóa nhầm điểm nào rồi. Bắt lại nào. Rồi rồi. Đây đây được rồi. Ôi thôi ẩn đi không. Em bảo mà nó chỉ cần đấy, mình chỉ cần nhầm tí thôi là nó bay luôn cái thước của mình. Ẩn hết đi. Vâng. Đấy, cái xong. Cái xong A, B, A, B, C. Rồi. Ok. Bây giờ tạo nút. Bây giờ tạo nút ạ. Vâng. Đấy, cái nút này. Đây là vẽ âm ba a b c. Okay. Nghe soạn thảo ở đây. Bắt đầu chuyển động. Nhấp chuột, ấn vào chỗ nhấp chuột. Đấy. À chu. Tạo nút luôn một cái nút khác. Để em sửa lại cái này đã à, tăng một lần nghe vẽ xong tam giác ABC là xong rồi. À, tạo thêm nút nữa này đây à, reset này. Cái phần mềm này nó gán luôn vào cái thanh trượt kia cho nên là nó không cần phải sắp xếp lại giống như cái sketchpad đúng không? Sketchpad là nút này cho đây. Sketchpad là phải sắp xếp lại hết. Thế thì cái này là A gì ạ? À? Nếu mà A full thì nó sẽ dừng chứ không phải là nó reset. Cái này thì là sẽ A dùng mà. Lệnh như thế nào ạ? Em cứ A full đi. Em tưởng nếu mà A full thì nó sẽ dừng. Để vẽ này. Tao xuống rồi, trời ơi, tao bị trừ. Tao bị trừ hơn 5 phút rồi. Đấy thầy, nó em nghĩ là nó sẽ dừng mà. Apple là nó dừng. Sẽ dừng. Mình nghĩa phải... bây giờ mình phải tạo một cái lệnh gì mà để cái này nó lại chạy ngược lại ấy thầy. Đúng. Ừ. Có lệnh chuyển động ngược lại không thầy? Bắt đầu chuyển động này à, hay là chuyển động ngược chiều kim đồng hồ em đoán thì... không phải đâu. Nó sẽ phải có cái bước quay lại. A phô a. Thôi rồi, cứ để đấy đã. Vâng. Vẽ lại tạo ra từ đầu. Còn một lượt. Đây. Thế là vẽ được rồi. Thế có phải không trung tâm không? Nó sẽ liên quan đến cái nút gì, nút nút của cái điều chỉnh của cái nút ấy, cái tăng giảm ấy, mà nút mà nó khởi động lại từ không đấy. À vâng.